Tấn Khoa và Hà Hương xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình Công nhân Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, số phát sóng ngày 21 tháng 5 năm 2024. Chương trình do Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát sóng lúc 7 giờ 40 phút thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9. Thưa quý khán giả, Tháng Công nhân là sự kiện có ý nghĩa quan trọng của tổ chức Công đoàn nói chung và Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Được khẳng định bằng những chương trình hoạt động chăm lo ngày càng thiết thực, cụ thể vì lợi ích đoàn viên người lao động. Trong tháng công nhân lần thứ 16 năm nay với chủ đề Đoàn kết công nhân triển khai nghị quyết, các cấp công đoàn thành phố đã triển khai rất nhiều hoạt động đa dạng nhằm chăm lo cho đoàn viên người lao động. Từ chương trình cảm ơn người lao động cho đến các hoạt động sôi nổi như diễu hành xe đạp, hội diễn văn nghệ. Và nhân tuần lễ cả nước hướng về kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024, các cấp công đoàn thành phố cũng đã tổ chức những hoạt động thiết thực để chào mừng. Đúng rồi đó Hà Hương, và tất cả những thông tin ấy sẽ có trong chuyên mục Theo dòng sự kiện ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý khán giả, quý đoàn viên người lao động, bên cạnh việc phát động các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động tôn vinh, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn người lao động. Trong tháng công nhân, các cấp công đoàn thành phố còn tổ chức chương trình cảm ơn người lao động với mong muốn đây là dịp để lãnh đạo thành phố, công đoàn thành phố và cộng đồng doanh nghiệp bày tỏ sự cảm ơn đối với công sức, sự cống hiến của các anh chị đoàn viên công nhân lao động đang ngày đêm nỗ lực vì sự phát triển chung của thành phố. Ngày 11 tháng 5 vừa qua, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động Thành phố đã tổ chức chương trình cảm ơn người lao động, lãnh đạo thành phố gặp gỡ người lao động năm 2024. Tham dự chương trình có các đồng chí là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố, Ban Dân vận Thành ủy Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố cùng 50 đoàn viên công nhân công chức viên chức tiêu biểu, đại diện cho hơn 1,4 triệu đoàn viên công đoàn và công nhân người lao động của Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình là dịp để lãnh đạo thành phố cảm ơn và tôn vinh những giá trị đóng góp tích cực của lực lượng cán bộ, đoàn viên người lao động trong quá trình phát triển của thành phố đất nước. Tại buổi gặp gỡ, đoàn viên người lao động đã có dịp bày tỏ những tâm tư nguyện vọng về các vấn đề như tiền lương, nhà ở xã hội, các chính sách hỗ trợ cho người lao động và con em công nhân lao động đến trường, chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Lãnh đạo thành phố đã ghi nhận và giải đáp những vấn đề mà đoàn viên người lao động đang quan tâm. Dịp này, lãnh đạo thành phố cũng đã tặng quà tri ân cho 50 người lao động tiêu biểu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, đồng thời có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của thành phố. Chúng tôi luôn luôn cố gắng để tìm cái cơ hội làm sao để tiếng nói của công nhân rồi cái cộng đồng doanh nghiệp thì đến được với lại các cấp chính quyền. Qua đó thì tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong cái cuộc sống, trong hoạt động của doanh nghiệp, trong cái đời sống việc làm của công nhân. Mong muốn của tổ chức công đoàn là làm sao để chúng ta cùng với nhau tạo ra được cái việc làm bền vững, tạo ra được những cái phúc lợi tốt hơn cho cái cuộc sống của công nhân viên chức lao động, và qua đó thì thúc đẩy, động viên họ, khích lệ họ để hăng say lao động sản xuất vì cái sự phát triển của thành phố và đất nước. Lần đầu tiên là người được tham dự vào buổi gặp gỡ của lãnh đạo thành phố để cảm ơn người lao động. Bản thân tôi cảm thấy rằng buổi gặp gỡ hôm nay rất là ý nghĩa và cần thiết đối với người lao động nói riêng và đặc biệt là mối tương tác giữa người lao động cũng như là chính quyền thành phố. Bởi vì thông qua cái buổi gặp gỡ này thì tôi thấy được lãnh đạo thành phố rất là quan tâm đến đời sống của anh chị em công nhân viên chức người lao động nói chung trên địa bàn thành phố, để từ đó chính quyền cũng như Liên đoàn Lao động thành phố có những chính sách cho anh chị em công nhân viên chức người lao động phấn khởi hơn, làm việc tốt hơn, an tâm hơn trong công tác và từ đó góp phần xây dựng thành phố của mình ngày càng văn minh, hiện đại và nghĩa tình. Tại quận Tân Phú, chương trình cảm ơn người lao động đã được Liên đoàn Lao động quận tổ chức với sự tham gia của hơn 130 đoàn viên công nhân lao động trên địa bàn quận. Dịp này, Liên đoàn Lao động quận đã trao 151 phần quà cho đoàn viên công đoàn người lao động đã có sự nỗ lực vượt khó vươn lên tại các doanh nghiệp có đông lao động, thiếu đơn hàng, giảm giờ làm, những công nhân nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ, mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí chăm lo là 75.500.000 đồng. Bây giờ hiện tại thì đang mang thai và chồng tôi thì thất nghiệp ở nhà, rồi mình cũng sinh sống là nhà trọ ở trên đây thì cũng hơi khó khăn. Hôm nay thì tôi rất là vui khi được mà công đoàn hỗ trợ. Tôi rất là biết ơn công đoàn của công ty, rồi công đoàn của quận Tân Phú đã quan tâm tới công nhân như chúng tôi để giúp đỡ chúng tôi vượt qua được những cái khó khăn trước mắt, rồi cũng là cái động lực để chúng tôi tiếp tục
cái công việc của mình trong tương lai. Chiều ngày 14 tháng 5 vừa qua, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai do đồng chí Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến học tập trao đổi kinh nghiệm công tác công đoàn với Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đoàn có đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố và các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động của các quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tại chương trình, các đồng chí đại diện Liên đoàn Lao động thành phố đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm có hiệu quả trong hoạt động công đoàn, như làm thế nào để thu hút người lao động phi chính thức tham gia các nghiệp đoàn, đề án xây dựng đội ngũ kế toán công đoàn, công tác truyền thông công đoàn, đồng thời tận tình giải đáp những nội dung mà các đại biểu công đoàn tỉnh Đồng Nai đang quan tâm. Vừa qua, Liên đoàn Lao động quận 1, quận 7 và Công đoàn Viên chức thành phố đã sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024, 113 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 5 tháng 6 năm 1911, 5 tháng 6 năm 2024. Liên đoàn Lao động quận 1 đã tổ chức họp mặt kỷ niệm và ôn lại truyền thống nhân dịp 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vào chiều ngày 10 tháng 5 vừa qua. Các đại biểu tham dự được quán triệt nội dung học tập chủ đề năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Dịp này, Liên đoàn Lao động quận 1 cũng đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Biểu dương 67 tập thể, 69 cá nhân đã có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và 67 gương người tốt việc tốt tiêu biểu giai đoạn 2023-2024. Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được Liên đoàn Lao động quận 7 tổ chức vào chiều ngày 17 tháng 5. Trong 3 năm qua, việc tổ chức tuyên truyền đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được các công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện bằng việc làm cụ thể như phong trào thi đua mỗi công nhân viên chức lao động làm một việc thiết thực, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ quan đơn vị, đổi mới phương thức tuyên truyền về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng các phương tiện trực tuyến như trang Facebook, Zalo, các nhóm công đoàn cơ sở và thường xuyên quan tâm, lắng nghe, giải quyết kịp thời các vấn đề mà đoàn viên người lao động quan tâm. Dịp này, Liên đoàn Lao động quận 7 cũng biểu dương 47 tập thể, 55 cá nhân tiêu biểu, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và 49 gương người tốt việc tốt năm 2024. Qua 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Công đoàn Viên chức thành phố đã tổ chức hội nghị sơ kết vào ngày 17 tháng 5 vừa qua. Tại hội nghị, Công đoàn Viên chức thành phố đã tuyên dương 38 tập thể và 45 cá nhân đạt thành tích tốt trong việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương 43 cá nhân lao động giỏi, lao động sáng tạo và 32 gương người tốt việc tốt năm 2024. Dịp này, Công đoàn Viên chức thành phố cũng đã tổ chức chương trình cảm ơn người lao động, trao tặng 20 phần quà đại diện tri ân người lao động đã nỗ lực phấn đấu trong lao động sản xuất và ký kết liên tịch các hoạt động với Bảo hiểm xã hội thành phố, Sở Công thương thành phố, Ban quản lý khu công nghệ cao thành phố với các nội dung chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Sáng ngày 14 tháng 5, Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp tổ chức hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình và triển khai quán triệt nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, Đại hội 12 Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự hội nghị, các đại biểu đã được Thạc sĩ Lê Thị Sáu, giảng viên Học viện Chính trị khu vực 2, báo cáo những nội dung trọng tâm của chuyên đề thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Qua đó giúp cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động tại quận Gò Vấp nhận thức sâu sắc hơn về nội dung tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần bồi dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống.
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được đồng chí Huỳnh Văn Tuấn, trưởng ban tuyên giáo Liên đoàn Lao động thành phố, quán triệt nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, Đại hội 12 Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2023-2028, với các nội dung như triển khai một số nội dung về bối cảnh, tình hình, mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2023-2028, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn, công tác tài chính công đoàn, công tác nữ công công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Thưa quý khán giả, vừa qua, nhằm chào mừng tháng công nhân, các cấp công đoàn thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động vô cùng sôi nổi và thu hút đông đảo đoàn viên người lao động tham gia. Trong đó có Liên đoàn Lao động quận 5, quận 6 và Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp thành phố. Vừa qua, nhằm hưởng ứng tháng công nhân lần thứ 16, Liên đoàn Lao động quận 5 đã phối hợp cùng Câu lạc bộ xe đạp Sài Gòn Đông Tây tổ chức chương trình diễu hành xe đạp lộ trình 10 km với 196 vận động viên. Sáng cùng ngày, Liên đoàn Lao động quận 5 đã tổ chức buổi lễ phát động tháng công nhân lần thứ 16 năm 2024 và đón nhận nguồn kinh phí 461 triệu đồng từ sự đóng góp của các công đoàn cơ sở để ủng hộ các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Liên đoàn Lao động quận 5 đã tổ chức chương trình cảm ơn người lao động, trao tặng 50 phần quà cho đoàn viên thuộc công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi, trao quà hỗ trợ cho 13 đoàn viên công đoàn bị bệnh nan y hiểm nghèo và tặng quà cho 76 đoàn viên nghiệp đoàn vệ sinh dân lập và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác như chương trình áo dài trao gửi yêu thương, trao giải cho hội thi video clip thể dục giữa giờ, khỏe để lao động sản xuất và thi diễu hành lực lượng với gần 1.000 đoàn viên tham gia. Trong buổi khai mạc tháng công nhân lần thứ 16 vừa qua, Liên đoàn Lao động quận 6 đã trao quyết định thành lập 15 công đoàn cơ sở, kết nạp 325 đoàn viên mới, đồng thời đã có 8 công đoàn cơ sở đăng ký công trình thực hiện thi đua chào mừng 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7. Bên cạnh đó, chương trình cũng trao tặng quà cho 200 đoàn viên và người lao động với tổng kinh phí là 80 triệu đồng. Dịp này, Liên đoàn Lao động quận 6 cũng đã phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn quận tổ chức chương trình Cảm ơn người lao động năm 2024 với các hoạt động như trao tặng quà cho 25 công nhân bị tai nạn lao động, thương tật 31% trở lên, tặng quà và nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi cho 4 cháu là con của công nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ngoài ra còn có các hoạt động ý nghĩa như các gian hàng phúc lợi đoàn viên bán hàng bình ổn giá. Lễ khai mạc tháng công nhân lần thứ 16 đã được Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp thành phố tổ chức với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên công nhân lao động tham dự. Tại chương trình, Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp thành phố đã thực hiện ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên với 6 doanh nghiệp nhằm hỗ trợ đoàn viên người lao động được hưởng các chương trình mua hàng với giá ưu đãi. Dịp này, Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp thành phố đã trao quà cho 697 đoàn viên công nhân lao động bị tai nạn lao động, bị bệnh hiểm nghèo, tri ân và tôn vinh 1.787 đoàn viên công nhân lao động có nhiều sáng kiến, thành tích tiêu biểu trong lao động sản xuất, có nhiều đóng góp cho cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, với tổng kinh phí chăm lo hơn 2 tỷ đồng. Sau lễ khai mạc, đoàn viên người lao động đã được tham gia hoạt động giờ thứ 9 với các sân chơi thú vị, trung chuông vàng, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Hôm nay là được công đoàn các khu chế xuất, khu công nghiệp tổ chức cho sân chơi giờ thứ 9 cho các đơn vị công đoàn của các khu. Thì công ty mình cũng được một phần tham gia và hôm nay mình đã đạt giải nhất. Thay mặt cho công ty cũng như thay mặt cho khu công nghiệp Tân Tạo, gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn Lao động các khu chế xuất, khu công nghiệp đã tổ chức cho người lao động một sân chơi vui vẻ, đoàn kết và đi chơi lại còn được nhận quà nữa. Chiều ngày 6 tháng 5 vừa qua, Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa quận tổ chức khai mạc vòng chung kết hội diễn văn nghệ công nhân viên chức lao động quận Bình Thạnh năm 2024. Hội diễn văn nghệ công nhân viên chức lao động quận Bình Thạnh năm 2024 có 98 công đoàn cơ sở đăng ký tham gia với 83 tiết mục đơn, 23 chương trình ca múa nhạc và thu hút hơn 6.000 thí sinh tham gia biểu diễn. Qua vòng loại, ban tổ chức đã chọn ra 28 tiết mục và 23 chương trình xuất sắc bước vào vòng chung kết. Vòng chung kết hội diễn văn nghệ công nhân viên chức lao động quận Bình Thạnh năm 2024 diễn ra từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5 năm 2024 tại Nhà văn hóa Lao động quận. Các đơn vị dự thi đã mang đến những phần trình diễn đa dạng về màu sắc, được chuẩn bị kỹ lưỡng và mang tính nghệ thuật cao với các chủ đề như ca ngợi Đảng và Bác Hồ, ca ngợi truyền thống cách mạng dân tộc, giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam và đề cao tinh thần hăng say lao động. Kết quả, ban tổ chức đã trao 53 giải nhất, nhì, ba khuyến khích cho các tiết mục tham gia với tổng kinh phí giải thưởng là 110 triệu đồng.
Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Tấn Khoa và Hà Hương xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình truyền hình Công nhân Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phát sóng lúc 7 giờ 40 phút thứ ba tuần sau trên kênh HTV9.